Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 8 tháng 3 và ngày 9 tháng 3. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu thêm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ có cường độ ít thay đổi. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió đông bắc hoạt động với cường độ tăng nhẹ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu: mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đổi hướng cấp 2 có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, ngoài khơi sóng cao từ 1 đến 2 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại gành hào cao nhất 1m75 xuất hiện lúc 16 giờ ngày 9 tháng 3, thấp nhất âm 1m50 xuất hiện lúc 9 giờ ngày 9 tháng 3. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m70 xuất hiện lúc 6 giờ ngày 9 tháng 3, thấp nhất 0m52 xuất hiện lúc 16 giờ ngày 9 tháng 3. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.